Ừ, đặt rồi. Con thì đi sao có chồng về thế, đến cho con mà ớt chứ cho con đâu rồi mà mẹ cho con, chứ có tiên đúng không? Chắc chào mừng anh em đã quay trở lại với video trực tiếp của buổi tối ngày hôm nay. Qua cái tiêu đề của cái bài viết là chuyện đêm muộn. Chuyện đêm muộn thì hay nói về cái chuyện vợ chồng. Và chuyện vợ chồng thì hay có chuyện cãi cọ nhau hay là những cái pha mà khó giải cứu. Thì qua cái câu buổi live stream ngày hôm nay thì trước hy vọng rằng là sẽ giải cứu được cái phần nào về cái mâu thuẫn trong cái mỗi gia đình, trong mỗi gia đình mà của chúng ta, mà trong mỗi gia đình khi mà xảy ra những cái mâu thuẫn, để giải cứu nó một cách tốt nhất. Anh em có nghe rõ không ạ? Nếu nghe rõ thì vẫy tay chào chúc một cái. Hy vọng rằng qua cái live stream này thì Chức cũng giúp đỡ được. Chào chị Nhung. Chị Nhung ngủ muộn đấy chị Nhung. Thấy chị dạo này cũng bận rộn với công việc quá. Mấy nữa chị em mình gặp nhau chị Nhung nhỉ? Thì sau cái khóa lập trình vận mệnh của thầy Long ấy, thì hôm nay em cũng nhân tiện là em cũng ôn lại cái bài học của mình. Mà cũng mong hy vọng rằng là cũng... em cũng hy vọng là sẽ... mình đi học về thì cũng giúp đỡ được ai đó về giải quyết về vấn đề tâm lý tình cảm gia đình, mà phải để tránh những cái chỗ những cái va vấp không mong muốn giữa các cặp vợ chồng mà xảy ra, những để mà tránh cái trường hợp mà mâu thuẫn trong gia đình để mà vợ chồng hạnh phúc hơn. Thì không biết là hôm nào cái khóa lập trình vận mệnh của thầy Long ấy thì chị Nhung có đi học không nhỉ? Đấy chị, hình như hôm đấy chị không đi học, hình như con gái chị đi học đúng không? Thì qua cái khóa lập trình vận mệnh thì em cũng ngộ ra được rất nhiều điều ở cái khóa chào Lê Văn Hải nhá. Thì Lê Văn Hải như cũng và thì hôm nay cũng nhân tiện cái livestream này thì em cũng ôn, ý là mình là cũng muốn ôn lại bài và học được cái gì thì cũng chia sẻ cho mọi người, anh em bạn bè của mình trên cái Facebook của mình, trên cái trang cá nhân của mình ấy, thì anh em biết đâu giúp đỡ được ai đó. Tất nhiên là trong cuộc sống vợ chồng thì không có một gia đình nào gần như là cơm ngon canh ngọt suốt cả đời của mình. Thì mấy chục năm chung sống với nhau thì chắc chắn là cũng xảy ra một cái vấn đề gì đó. Xin chào Đỗ Anh Quân. Ngay từ cái tiêu đề của livestream ấy thì em cũng hy vọng rằng, Chức cũng hy vọng rằng là trong cái buổi livestream buổi tối ngày hôm nay thì cũng giúp đỡ được ai đó trong cái quan hệ, trong mối quan hệ vợ chồng, trong cuộc sống của mình thì cũng sẽ giảm bớt được những cái mâu thuẫn, những cái căng. Hy vọng là những những ai mà gặp vấn đề thì trong cái mối quan hệ vợ chồng mà thỉnh thoảng hay cãi cọ nhau hay thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay ấy, thì hy vọng là cho qua cái livestream này thì cũng giúp đỡ được ai đó, thì cũng giải quyết được cái mâu thuẫn trong gia đình. Thì rất nhiều người mà ở trong cuộc sống hôn nhân của Việt Nam mình, ở trên thế giới thì chắc cũng không được rõ lắm, nhưng mà trong cuộc sống hôn nhân của mỗi gia đình ấy, thì nặng nhất là vấn đề xảy ra đấm đá nhau. Thì khi mà có nghĩa là không biết là trong cái livestream này thì có ai bị người vợ nào mà bị chồng đánh không, thì vì tại sao mà lại bị chồng đánh, thì trước khi đánh thì làm sao mà lại bị chồng bị đánh. Thì cái hôm đấy cái khoa cái khóa học đấy thì xin chào Trần Phương Mai, ngủ muộn đấy Pha Mai ơi. Qua livestream này thì Mai chưa lấy chồng, mới quyết định lấy chồng hay không nhớ Mai nhá. Thì khi mà khi nói chuyện với cái vấn đề là chồng bị đánh, vợ đánh, chồng đánh vợ ấy, thì trước khi thì đặt ra câu hỏi là trước khi chồng đánh ấy, thì chồng nó có chửi hay không, đúng không ạ? Khi mà người chồng mà đánh vợ thì bao giờ chồng cũng chửi trước khi đánh, đúng không ạ? Anh chị em có công nhận điều đấy không? Khi mà chồng chửi thì mình phản ứng như nào với cái câu chửi của chồng, đúng không? Khi mà chồng chửi là mình bắt đầu là mình cũng chửi lại luôn, thì lúc đấy là chắc chắn là sẽ kiểu gì cũng ăn đấm ăn đá hay ăn tát thằng đấy chẳng hạn. Thế thế thì qua câu chuyện mà
chồng đánh vợ thì trước khi đánh thì sẽ là chửi trước xong mới đánh, thì vấn đề là sự kiện mà chồng chửi thì cộng với phản ứng của người vợ như thế nào mới dẫn đến cái kết quả là người vợ bị đánh. Xin chào anh Quang Huy. Thì sự kiện cộng với phản ứng quả sự kiện chồng chửi thì chỉ chiếm 10% thôi, còn phản ứng của người vợ như thế nào mà để bị đánh hay không bị đánh chỉ là cái kết quả của cái chửi đấy. Chửi một câu thì có thể vợ không phản ứng, chửi hai câu thì vợ kiểu gì cũng phản ứng, thậm chí lại đua tay bo chửi nhau, đúng không? Thế là cái phản ứng mà để mà tạo ra cái kết quả là đấm hay đá hay là như thế nào ấy thì là do người vợ phản ứng lại, đúng không ạ? Thì quay lại cái câu chuyện là thì khi mà chửi thì thực ra thì chỉ có người yêu thương của mình thì mới chửi mình thôi. Ví dụ bố mẹ mình rất yêu thương mình thì mới chửi mình. Chứ còn bình thường cái người mà người dưng nước lã hay là người không quen biết thì mà chửi mình thì chắc chắn là bị ăn đấm hay là ở cái mức độ nào đấy chẳng hạn như vậy. Thì khi mà thế nói đến cái chuyện mà người chỉ có người yêu thương của mình thì mới chửi mình, thì ví dụ như là mà để mà khi mà người vợ người chồng không chửi không à, chửi mà không bị mình không bị đánh ấy, thì xin chào Hoàng Phúc. Ví dụ chồng mà chửi là đi mẹ mày thì người vợ phản ứng lúc đấy người vợ phản ứng rất là người vợ rất là ức chế, đúng không ạ? Khi mà thì các chị nếu mà để tránh cái trường hợp mà chồng đánh thì các chị phản ứng là ví dụ chồng chửi là đi mẹ mày thì mình sẽ dịch ra lúc đấy là chồng không nói tiếng người nữa mà dịch các chị sẽ dịch ra tiếng dịch ra, khi mà các chị sẽ dịch ra tiếng người là chồng sẽ nói lúc đấy là chồng đang nói là anh yêu em. Nếu mà chồng có chửi câu nữa thì chồng có chửi câu nữa thì mình sẽ dịch ra là chồng đã bảo là anh rất yêu em, thì khi chồng chửi câu nữa thì bảo là em cũng rất yêu anh, có đúng không ạ? Khi mà chồng chửi câu thứ nhất và thì mình dịch ra tiếng người là chồng cũng bảo là anh yêu em, thì vợ sẽ bảo là em cũng yêu anh hay là em cũng rất yêu anh chẳng hạn. Thế thì lúc đấy là khó mà có thể xảy ra đấm nhau được, đúng không ạ? Các chị em có không nhận được đấy không ạ? Chồng chửi mình phản ứng là mình dịch ra câu chửi đấy là chồng lúc đấy là chồng không nói tiếng người đó, mà dịch ra tiếng người thì là anh yêu em, thì mình cũng bảo là em cũng rất yêu anh, thì lúc đấy là chắc chắn là không xảy ra đánh nhau. Hay là mình nói ở cái cách khác là khi chồng nó đang nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chẳng đấy, mình coi như là nó đang nói tiếng, ví dụ như là bây giờ trước có chửi mọi người bằng tiếng nước nào đấy thì mọi người cũng không biết là đang chửi chẳng hạn thế. Nhưng mà xét một cách cái khi mà cái giọng nói, cái phản ứng, cái câu chửi mà nó ở ví dụ như là chửi ở cái trạng thái cơ thể mà cáu gắt hết sức thì lúc đấy câu chửi nó mới là nghiêm trọng. Còn câu chửi mà ở cái mức độ bình thường, chửi nhiều khi mà vẫn chửi nha, chửi như kiểu chửi xã giao chẳng hạn thì không vấn đề gì xảy ra, không phải không ạ? Đang bị dừng hình. Còn nếu mà cái livestream này mà có, nếu mà nó có hay và ý nghĩa với một ai đó thì mọi người hãy chia sẻ cái livestream này cho biết đâu có rất nhiều người đó đang thế. Khi mà nói đi thì nói lại, khi mà chồng chửi nhiều thì chắc chắn là nhiều khi là các chị chắc chắn là sẽ không mà chịu đựng được, đúng không? Thì chắc chắn là sẽ có cái phản ứng rất là nghiêm trọng chẳng hạn như vậy. Phản ứng rất là có thể là mình không thèm ở cái mức độ mà bây giờ mà cứ chửi nhiều như thế thì không ai chịu được, đúng không? Thì sẽ có một cái phản ứng tức nước thì sẽ vỡ bờ chẳng hạn như thế. Thế thì cái lúc đấy là mình xin chào Ngô Minh Luân, xin chào Hoàng Viết ngủ muộn ý. Còn có 3 người đang xem thôi. Livestream chắc không được hấp dẫn lắm, thế cho nên là thế là nói về cái chuyện mà mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng thì thế khi mà tất nhiên là không phải lúc nào mà người chồng cũng sai, người chồng cũng chửi,
nhiều khi là thậm chí người vợ còn chửi lại chồng, nhiều khi là chồng người vợ lại chửi lại khi mà chồng chửi vợ thì vợ lại chửi lại chồng. Thế mà để mà khi tất nhiên là cái câu chuyện nó không thể dừng lại ở một người, khi một người sửa thì chắc chắn là sẽ không thể sửa được cả cái câu chuyện. Tất nhiên là cả hai người phải cùng hợp tác với nhau trong cái câu chuyện mà trong quan hệ vợ chồng. Thế khi mà người chồng mà chửi vợ thì người vợ đã phản ứng lại chửi lại chồng, nhưng mà ngược lại khi ở một cái khía cạnh mà kể cả hai người cùng biết cái giá trị của cái mối quan hệ này, thì giả sử có một câu chuyện khác nữa, nếu như người vợ cũng gay gắt bị chửi nhiều quá, người vợ cũng bật tức nước vỡ bờ, người vợ bật lại chồng chửi lại, người vợ lại chửi lại chồng là thằng bắt lồn, đúng không? Có ai bị chửi như thế chưa? Khi người vợ cay cú lên, người vợ là chửi thằng bắt lồn chẳng hạn, thì chồng sẽ bảo là tao rất thích lồn chẳng hạn, thế là sợ luôn lồn cái là đỡ, là lúc đấy là chắc chắn là sẽ bật cười lên và không còn cãi nhau nữa, có phải không? Anh chị em nghe đang xem live stream của trước có đúng không ạ? Khi mà câu chuyện nó chuyển sang ở cái mức độ hài hước chẳng hạn như thế, thì chắc chắn là sẽ không còn cãi nhau ở cái mức độ đấy nữa. Chắc chắn là rất nhiều người trong cuộc sống của các vợ chồng ở Việt Nam thì rất nhiều người cũng bị vợ chửi ngược lại như thế, người bị ức quá rồi, chồng đánh rồi, tức quá rồi, không thể làm gì nữa, thì rất nhiều người vợ trước gặp thấy là rất nhiều cặp vợ chồng mà người vợ sẽ bật ngược lại mà chửi lại chồng, thằng bắt lồn chẳng hạn, thế thì người chồng mới phản ứng chắc chắn là sẽ bị ăn đánh. Để mà phản ứng mà không bị đánh, không vợ chồng không đánh nhau nữa thì người chồng sẽ phản ứng là người vợ mà chửi ra thằng bắt lồn, chắc nhắc lại nhá, người vợ mà chửi chồng mà thằng bắt lồn chẳng hạn, thì chồng sẽ phản ứng để mà không vợ chồng không cãi nhau nữa, chẳng hạn chồng bảo tao rất thích lồn, thế là ra sờ lồn một cái. Xin lỗi anh chị em, khi lúc đấy là chỉ có chuyển câu chuyện sang thành hài hước rồi thì không còn cãi nhau nữa. Khi mà cái trạng thái cơ thể nó quyết định rất là quan trọng trong những câu chuyện mà để tránh cãi vã nhau. Khi mà chúng ta đang ở trạng thái cơ thể là rất là bực tức thì chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể đi, thì lúc đấy ngoảnh mặt đi chỗ khác chẳng hạn như thế, thì sẽ không còn, khi mà thay đổi trạng thái cơ thể đi nó cũng giải phóng rất nhiều năng lượng. Qua phần 1 của cái buổi livestream ngày hôm nay thì để tránh cái trường hợp mà mâu thuẫn quá lớn trong cái quan hệ vợ chồng, khi mà tất nhiên là hôm nay Trúc lại nói lại ở một cái câu chuyện mà Trúc đã có một cái video khác, là khi mà trong quan hệ vợ chồng thì sẽ có một người làm cau, người chồng sẽ làm cau thì người vợ sẽ làm trầu, và cau sẽ quấn vào trầu thì cuộc sống gia đình rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà đôi khi thì lại người vợ lại làm trầu, đôi khi người vợ lại làm trầu, thì lúc đấy người chồng có thể là nhường nhịn cho người nhường nhịn lại vợ và chấp nhận làm trầu trong một khoảng thời gian nào đó. Thì lúc đấy thì vợ chồng mà nếu mà hai người cùng làm cau thì nó cứ thẳng tưng như này, đối lập nhau thì sẽ không có thể mà ổn được trong cái hạnh phúc gia đình. Nhưng mà thông thường thì người vợ người ta sẽ chịu đựng nhiều hơn người đàn ông khi mà xảy ra. Thế thì hôm nay Trúc sẽ mách bật mí cho các chị em mà chẳng may mà bị chồng chửi, mà để mà cái cảm xúc của mình sẽ không còn bị tiêu cực nữa. Thì mà khi mà các chị gặp một cái chuyện buồn gì đấy, khi mà các chị em gặp một chuyện buồn gì đấy thì các chị em có thể búng móng tay này. Ví dụ bây giờ đang xem livestream này mà có ai buồn nhá, ai buồn thì các chị có thể búng móng tay như trước này cái, búng móng tay này cái, thì cái năng lượng cơ thể của mình sẽ giảm đi và không bị ảnh hưởng cái tiêu cực. Nếu mà mức độ mà có thể cảm xúc tiêu cực cao chẳng hạn thế, thì các chị có thể bây giờ như ai đang xem livestream của trước thì các bạn có thể thử hít vào sâu cái, hít sâu như này cái, hít sâu và thở ra một cái trạng thái cơ thể nó thay đổi đi. Các bạn hít sâu theo trước là thì các bạn thở ra một cái thì trạng thái cơ thể của mình sẽ thay đổi, và các bạn búng tay, đồng thời các bạn búng tay một cái thì cái câu chuyện thì cái cảm xúc tiêu cực của mình đã gần như là nó sẽ biến mất đi. Hoặc là các bạn có thể dùng một hình thức khác là các bạn vận động cơ thể bằng cách là khi mà còn gặp một cái chuyện gì buồn đấy, các bạn thì đứng lên và chạy vận động và làm một cái công việc gì đấy. Thì hay là ví dụ như các bạn thử giơ tay lên, các bạn bảo tôi buồn quá thì không bao giờ buồn, đúng không ạ? Nhưng khi các bạn cúi xuống như này, các bạn bảo tôi vui quá thì không bao giờ các bạn vui. Có đúng cái điều đó không ạ? Khi mà các bạn thay đổi trạng thái cơ thể thì nó rất là thì nó sẽ giải phóng được cái năng lượng, cái trạng thái cơ thể tiêu cực, cái trạng thái tiêu cực của mình đi. Đó là nguyên nhân, đó là một cái chủ đề thứ hai mà Trúc chia sẻ với mọi người. Mà khi tất cả trong cuộc sống thì chúng ta không bao giờ chúng ta tránh được những cảm xúc tiêu cực,
mà trước khi nhắc lại là các bạn sẽ cách nếu cảm xúc tiêu cực mà đơn giản nhất thì các bạn búng tay một cái, các bạn ồ không có chuyện gì xảy ra, búng tay một cái coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu cảm xúc tiêu cực nó cao một chút thì các bạn vừa búng tay và các bạn hít sâu, và thở ra, hít sâu vào và thở ra. Ví dụ hôm nay có thể đang xem livestream này, các bạn đang xem livestream này thì có một số bạn cũng đang buồn buồn chẳng hạn, thế thì các bạn có thể nếu bạn nào buồn thì các bạn thử hít sâu vào cái và thở ra một cái, thì các bạn trạng thái cơ thể của mình tự nhiên dựa, xong đó các bạn búng tay một cái, trạng thái cơ thể của mình chuyển đổi, cái trạng thái tiêu cực nó sẽ giảm đi đó. Thế một ví dụ như câu chuyện của gia đình hôm nay, buổi livestream ngày hôm nay thì trong cái tiêu đề thì trước có nói về chuyện đêm muộn. Chuyện đêm muộn thì hay nói về cái cảm xúc gia đình và tình cảm gia đình, của tình cảm vợ chồng. Thì ví dụ như là các bạn mà gặp cái cuộc sống bất ổn trong gia đình chẳng hạn, thế thì các bạn sẽ nhìn cái câu chuyện của mình ở dưới góc độ như sau, thì các bạn sẽ không bị cảm giác tiêu cực nữa. Ví dụ như là hai vợ chồng có lục đục chẳng hạn thế, hay là bị lục đục thường xuyên, thì các bạn hãy nhìn câu chuyện của mình nhá. Hãy nhìn câu chuyện, ví dụ các bạn gặp chuyện buồn gì đấy thì các bạn hãy nhìn ở câu chuyện của mình. Ví dụ các bạn theo đạo Thiên Chúa thì các bạn nhìn ở góc độ là, ví dụ bạn đang khi mà cái câu chuyện gia đình của mình bị buồn thì các bạn hãy nhìn câu chuyện của mình từ góc độ là bạn là, ví dụ bạn theo đạo Phật thì bạn nhìn ở góc độ là bạn là Phật chẳng hạn. Khi mà bạn nhìn câu chuyện từ góc độ bạn là Phật mà nhìn câu chuyện của gia đình nhà bạn thì bạn coi đó là ôi có cái mẹ gì đâu mà chuyện của chúng mày, nhà đéo nào chả bị như thế, hay là nhà nào cũng bị như thế, có phải không ạ? Ví dụ chuyện của các bạn vợ chồng cãi nhau, ví dụ vài tháng cãi nhau một lần, hay là vài tháng có thể xảy ra cái xích mích trong quan hệ vợ chồng, thì các bạn sẽ nhìn thấy câu chuyện đấy là ồ nhà nào chả thế. Thì các bạn khi mà các bạn đứng ở dưới góc độ và bạn là Phật, bạn nhìn thấy câu chuyện của bạn, câu chuyện của gia đình các bạn, thì nghĩ các bạn nghĩ là nó chả có cái mẹ gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn, ví dụ các bạn chuyển đổi góc nhìn của, không phải các bạn không phải nhìn ở góc độ Phật nữa, không phải góc độ ở đấng tối cao nữa, thì các bạn nhìn ở góc độ của cái người ăn xin ăn mày. Ví dụ như là có một cái người ăn xin ăn mày ở đấy, ví dụ bạn đặt cương vị bạn là cái người ăn xin ăn mày, thì các bạn sẽ nhìn cái câu chuyện của các bạn. Ví dụ như các bạn, ví dụ cái người ăn mày đấy, người ta chào Thắng Nguyễn, người ta sẽ bảo là người ta mơ ước cái cuộc sống của gia đình nhà bạn mà không được, thì tại sao các bạn lại cãi nhau để làm gì, đúng không ạ? Người ta mơ ước cái việc cái người ăn xin ăn mày, người ta đang mơ ước cái cuộc sống gia đình của bạn có vợ chồng, có con cái, có gia đình, rất là người ta cuộc cái người ăn mày thì người ta rất mơ ước cái cuộc sống như thế, thì tại sao lại mình lại làm cho cuộc sống của mình nó đảo lộn đi bởi vì những cái năng lượng tiêu cực như vậy. Đấy là góc nhìn của cái người tận cùng xã hội là người ăn mày, thì nhìn cái câu chuyện của gia đình của bạn, người ta rất là mơ ước cái cuộc sống như thế mà không được, mà mình bây giờ mình lại cãi nhau chẳng hạn thế. Ví dụ như câu chuyện của các bạn nhìn đấy, chứ nói là nếu mà nhìn ở cái tốc độ là đấng tối cao, thì nhìn xuống cái câu chuyện của gia đình nhà bạn thì câu chuyện nhà bạn nó bé như con kiến, không có vấn đề gì xảy ra. Và nhìn ở góc độ của cái người tận cùng của xã hội thì câu chuyện của chào Duy Lê, câu chuyện của gia đình các bạn thì người ta mơ ước không được mà mình lại xảy ra cái câu chuyện của mình lại xảy ra như thế. Và có những góc độ khác để cái câu chuyện của các bạn là nó không có gì đáng để nói cả chẳng hạn như vậy. Ví dụ các bạn khi mà các bạn xảy ra một, ví dụ có một cái vấn đề nữa để giải quyết cái mâu thuẫn trong gia đình, để giải quyết cái mâu thuẫn trong gia đình mà các bạn sẽ không bị rơi vào cảm xúc tiêu cực nữa. Ví dụ như một cái xin đêm khuya và cũng còn rất nhiều người đang xem livestream. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong cái livestream của xin trước khi nhắc lại là trong cái livestream của buổi tối ngày hôm nay thì trước có nhắc đến một cái tiêu đề thì trước thích nói về cái chuyện gia đình, vợ chồng gia đình. Và trước có tham gia một cái lớp gọi là khóa lập trình vận mệnh của thầy Phạm Thành Long ấy, thì trước cũng học được hôm nay và trước cũng xin chia sẻ lại cái bài học đấy để biết đâu giúp đỡ được ai đó, các bạn nào trong cái livestream của trước, xem cái livestream của trước ngày hôm nay thì giải quyết được cái mâu thuẫn trong gia đình hay là mâu thuẫn các cái cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống, để mà mình có những cái mà xử lý nhanh chóng để giải quyết cái nỗi buồn của mình đi. Ví dụ như các bạn, như lúc có các bạn nào vào sau cái livestream này thì có thể theo dõi lại cái livestream để mình biết đâu là mình có thể giải phóng được cái năng lượng tiêu cực của mình đi và giúp đỡ gia đình nhà mình hạnh phúc hơn. Ví dụ như đầy người ta mơ ước được gia đình nhà mình chả được, mà tại sao lại mình lại cãi cọ với vợ chồng mình lại cãi cọ với nhau chẳng hạn thế, người ta mơ ước không được mà mình lại như thế chẳng hạn như vậy. Thì
Các bạn nào vào sau thì có thể theo dõi xem kết thúc cái livestream này, các bạn có thể theo dõi lại hoặc là vào kênh YouTube của để kênh YouTube của Trúc là kênh Bác Trúc TV, thì các bạn có thể vào đó và xem lại cái video hoặc là những cái chùm video để mà... xin lỗi anh em. Thì có ở dựa như là một cái có đấy là tiêu đề thứ hai và tiêu đề thứ ba của ngày của buổi livestream ngày hôm nay, thì Trúc sẽ chia sẻ với mọi người về cái vấn đề mà mình sẽ giải phóng được cái năng lượng tiêu cực trong cuộc sống của mình để mà có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc khi mà mình không còn vướng bận đến cái ví dụ bây giờ mà trước hôm nay Trúc sẽ chia sẻ với các bạn một cái cảm xúc khác. Ví dụ như các bạn có thể tất nhiên trong cuộc sống thì có thể một số người sẽ ví dụ như mà có một câu chuyện như này, thì trước các bạn có ví dụ tất cả những bạn mà đang xem livestream hay là xem cái video của Trúc này, thì có bạn nào có đang ghét ai không chẳng hạn? Có bạn nào mà đang ghét ai không? Ví dụ có một bạn nào đang ghét ai thì Trúc sẽ giúp đỡ các bạn là cách mà thoát cái bóng dáng của cái người mà các bạn ghét đi chẳng hạn. Thế bây giờ ví dụ như các bạn đang tưởng tượng, ví dụ như hôm nay trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì Trúc sẽ có một cách mà các bạn sẽ quên được cái đối tượng mà các bạn ghét đi chẳng hạn. Thế thì các bạn sẽ không còn cái cảm xúc tiêu cực nữa. Các bạn trong cuộc sống thì không biết các bạn đang xem livestream của Trúc, đang xem cái video của Trúc, thì các bạn có giận dỗi ai, có bạn đang ghét một người nào đấy không, thì Trúc sẽ có một cái cách để các bạn quên được cái người mình ghét đi và không còn vương vấn gì cái người mình ghét nữa. Thì có một cách mà trong cái gọi là khoa học NLP thì người ta có hướng dẫn về NLP. Trước xin giới thiệu về cái môn khoa học gọi là khoa học NLP. NLP có viết tắt của cái ngôn ngữ tiếng Anh, thì trước không hiểu rõ tiếng Anh lắm, nhưng mà gọi viết tắt của tiếng Anh nó là NLP. N chữ L, L chữ N này là chữ L, chữ P, NLP, khoa học NLP bây giờ đang rất là phát triển. Thì cái khoa học NLP nó có một cái gọi là viết tắt của từ là viết tắt của từ tiếng Anh, thì NLP có nghĩa là không biết là các bạn nào có nhớ biết về NLP không ạ? NLP thì các bạn có thể comment ở phía dưới để nhắc trước một cái là NLP có nghĩa là viết tắt của từ là bạn nào có bạn nào đang xem livestream mà biết có cái bây giờ cái môn khoa học NLP nó rất là phát triển trên thế giới, nó xuất phát từ nước Mỹ. Thì bây giờ trước có hiểu về cái vấn đề của môn khoa học NLP có là gọi là lập trình ngôn ngữ tư duy, bây giờ Trúc mới nhớ ra đó là lập trình ngôn ngữ tư duy. Thì trong cái môn khoa học NLP này thì có một cái vấn đề là khi mà bạn giận một ai đấy, bạn ghét một ai đấy, ví dụ như có thể bạn ghét một cái người hàng xóm của bạn này, hoặc là ghét một cái đối tác làm ăn của bạn này, thì các bạn có thể là quên hẳn được người ta đi. Có một cách để các bạn quên được người ta đi thì các bạn bây giờ các bạn chú ý nhá, nếu như bây giờ các bạn hãy giơ bàn tay của mình lên này, các bạn hãy giơ bàn tay của mình lên. Trúc sẽ ra khi mà Trúc tham gia khóa học NLP đấy thì Trúc có một cái xin chào Thắng Ngô. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì Trúc có gỡ cho các bạn để biết đâu được Trúc sẽ giúp đỡ được các bạn nào đó quên được cái người mà mình ghét đi. Quên được cái người mình ghét đi thì không thông qua cái môn học và khoa học gọi là lập trình ngôn ngữ gọi là NLP, gọi là viết tắt của từ là lập trình ngôn ngữ tư duy ấy, thì có một cách. Ví dụ bây giờ các bạn ghét một ai nhá, các bạn đang hình dung các bạn đang xem livestream này thì các bạn hãy hình dung là các bạn đang ghét một ai đấy. Bây giờ các bạn giơ bàn tay của mình lên này, giơ bàn tay phải lên hoặc là giơ bàn tay lòng bàn tay phải hay lòng bàn tay trái lên chẳng hạn này. Các bạn giơ bàn lòng bàn tay lên và tưởng tượng rằng là cái người mình ghét ấy, cái người mình ghét đang đứng trước mặt bạn nhá. Đang đứng trước mặt bạn và bạn giơ bàn tay của bạn lên. Khi bạn giơ các bạn giơ bàn tay của bạn các bạn lên thì các bạn nhìn cái người mà mình đang ghét đang đứng trước mặt của mình. Cái người mình ghét đang đứng trước mặt của mình này. Và các bạn hãy tưởng tượng là người ta đang tiến lại gần bạn. Các bạn nhớ giơ lòng bàn tay lên nhá. Các bạn giơ lòng bàn tay của mình lên. Và các bạn hãy hình dung là cái người mình ghét ấy đang đứng trước mặt mình và người ta tiến lại gần và người ta đi vào lòng bàn tay của bạn. Cái người mình các bạn hãy tưởng tượng nhá. Đây là cái module rất quan trọng ở trong cái môn khoa học gọi là NLP.
gọi là cái môn khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Khi mà bạn để giải phóng cho cái mà khi mà bạn các bạn ghét một ai đấy, các bạn ghét một ai đấy mà các bạn quên muốn quên hẳn cái người ra đi, thì các bạn hãy làm theo trước này. Các bạn hãy giơ cái bàn tay của mình lên và hãy hình dung là cái người mà đang đứng, cái người mà mình ghét ấy đang đứng trước mặt mình, đang đứng trước mặt mình cách mình mấy mét, và hãy hình dung rằng người ta đang tiến lại gần các bạn, người ta đang tiến lại gần bạn. Các bạn hãy làm theo nhá. Ví dụ các bạn bây giờ các bạn đang ghét ai này, các bạn hãy ngồi dậy đi. Ví dụ bây giờ đêm muộn rồi thì các bạn đang ngồi, các bạn đang nằm xem livestream của trước, thì các bạn hãy ngồi dậy. Ví dụ như hôm nay cái module này nó cực kỳ quan trọng trong cái môn khoa học gọi là NLP, gọi là môn khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Các bạn hãy ngồi dậy nhá, các bạn hãy ngồi dậy. Nếu các bạn chắc chắn là trong cuộc đời các bạn sẽ ghét một ai đấy thì các bạn hãy ngồi dậy đi, các bạn hãy ngồi dậy mà làm theo trước này. Các bạn giơ bàn tay của mình lên, giơ lòng bàn tay của mình lên và hãy tưởng tượng rằng cái người mình ghét, cái người mình ghét đang đứng ở cách với các bạn 4 đến 5 mét chẳng hạn thế. Và các bạn hãy hình dung là người ta đang bước lại gần các bạn, người ta. Các bạn hãy hình dung cái người mình ghét ấy. Các bạn hãy hình dung cái người mình ghét đang tiến lại gần bạn, đang tiến lại gần bạn và bước vào lòng bàn tay của bạn. Các bạn hình dung nhá. Các bạn hình dung là cái người đang ghét bạn đang tiến lại gần bạn, cái người bạn ghét ấy, cái người bạn ghét đang đứng trước mặt bạn và tiến lại gần bạn và người ta bước vào lòng bàn tay bạn nhỏ tí. Các bạn có xem tông độ không ạ? Phim tông độ không? Thì khi mà cái người mình ghét đang đứng ở đằng xa kia và tiến lại gần và người ta bước vào lòng bàn tay của bạn. Người ta bước vào lòng bàn tay của các bạn nhỏ tí tí này. Hãy nắm vào. À, các bạn hãy hình dung là cái người mình ghét đang đứng trong lòng bàn tay của bạn. Và bạn hãy nắm cái người mình ghét đi vào, nắm người mình ghét và ném xuống đất các bạn nhá. Các bạn mà ném xuống đất và lấy chân dẫm đó, các bạn hãy làm lại xem. Các bạn làm lại nhá. Hãy hình dung cái người mình ghét đang đứng trước mặt bạn và cách bạn khoảng 3-4-5 mét và người ta đang từ từ các bạn giơ lòng bàn tay của bạn lên. Và cái người mình ghét đang đứng trước mặt bạn khoảng 3-4 mét chẳng hạn thế, người ta đang từ từ người ta tiến về phía bạn và người ta bước vào trong lòng bàn tay của bạn, người ta nhỏ tí như ngón tay bạn này đó. Sau các bạn nắm bàn tay của bạn, các bạn lại, các bạn đang nắm chặt cái người mình ghét và các bạn hay ném xuống đất và lấy chân dẫm thì coi như các bạn quên biến ngay cái người mình ghét đi và không còn trạng thái ghét người ta nữa đó. Các bạn hãy làm thử xem. Nếu mà các bạn nào vào sau cái livestream này, cái video này thì Trúc có sẽ, cái video này Trúc sẽ đưa lên kênh YouTube của Trúc là kênh Bác Trúc TV. Thì các bạn nào mà vào sau thì có thể xem ở trên kênh YouTube của Trúc là Bác Trúc TV và hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho Trúc ở những livestream tiếp theo. Đấy, trong cái buổi tối ngày hôm nay, livestream ngày hôm nay chỉ khoảng tầm 30 phút thôi thì Trúc đã giải hóa được có thể là về mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, làm thế nào để cho vợ chồng đỡ cãi nhau hơn chẳng hạn như thế. Làm thế nào để mà thoát được cái cảm xúc tiêu cực và làm thế nào để thoát được cái người để mà mình, các bạn quên được cái người mình ghét đi. Và hãy theo dõi lại cái livestream này trong vòng 30 phút thì có biết đâu đó Trúc lại giúp đỡ được một số bạn nào đấy đang bị cái trạng thái tiêu cực của mình. Hãy vào kênh YouTube của Trúc là kênh Bác Trúc TV, hãy ấn nút đăng ký và nút cả chuông để ủng hộ kênh của Bác Trúc TV. Cảm ơn các bạn, trong hy vọng rằng trong 30 phút vừa rồi Trúc đã giúp đỡ được một ai đó quên được cái cảm xúc tiêu cực và giúp đỡ gia đình nhiều phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Bác Trúc TV của Nguyễn Ngọc Trúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở những buổi livestream tiếp theo, và hy vọng rằng Trúc sẽ giúp đỡ được một ai đó được điều gì đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.